học tại nước Hava cũng được 1 năm rồi. Hiện tại mình đang học môn toán ở trên Hava Math. Mình đã học trên Hava được khoảng hơn 2 tháng rồi. Mình đã học ở trên Hava được 1 thời gian rồi. Đi học trên đấy rất là hiệu quả. Rồi những bài giảng của cô giáo trên đấy cũng rất là sinh động. Ở trên lớp, những bài mình chưa hiểu, tối về mình mở Hava Math và học lại những bài cô giáo giảng giúp mình dễ hiểu sâu, nhớ sâu hơn. Tức là bài cô ấy, thì cô dạy mình rất là dễ hiểu, sinh động này. Đưa ra nhiều ví dụ thực tế, không còn ngại với những bài đọc khó mà thầy cô giao nữa. Và mình rất là thích học trên Hava bởi vì được sống mình đã cao hơn rất nhiều. Cảm ơn Hava đã giúp mình trong việc nỗ lực học tập để đạt được điểm số cao. Bà được Hava Math tặng một cái chương trình học miễn phí cho cháu. Thì từ khi cháu học cái chương trình của Hava, cháu rất là thích. Thành tích học tập của cháu cũng cao hơn bởi vì các cô giáo giảng dạy rất là dễ hiểu và các cái hình ảnh của chương trình rất là sinh động. Bà rất là cảm ơn chương trình của Hava Math. Cháu đã có được sự tiến bộ rõ ràng, hơn trong học tập. Mình có đăng ký cho cháu các chương trình học từ lớp 1 đến lớp 9. Thì sau khi mà cho cháu các chương trình học thì cháu đã chủ động học được hơn, kết quả học tập của cháu tốt hơn. Trước đây thì trong quá trình học ở trên lớp thì cháu cũng gặp một số cái vấn đề khó khăn, như là thầy cô giáo giảng thì nhiều khi là cháu cũng chưa tiếp thu được hết bài, cũng như là có một số bài tập khó khăn. Thì về nhà thì cháu có lên trang web của Hava, thì trên đây thì có các thầy cô giảng giải rất là chi tiết về bài học ở trên lớp của cháu, thì từ đó thì giúp cháu chủ động học hơn. Mình có lên mạng tìm hiểu Hava, thấy cháu học tốt hơn và có hiệu quả cao hơn, và mình con có thể chăm chỉ học nhiều hơn. Ngoài cái chương trình học thì trên Hava thì có cái phần bài tập, thì nếu như phụ huynh bài nào mà bạn chưa hiểu thì bạn có thể tự làm bài tập luôn để bạn có thể biết được cái kết quả học của cháu. Và ngoài ra thì có thêm cái phần hồ sơ học bạ thì giúp cho mình là có thể biết được kết quả học tập của con, biết được cái giờ con vào học và cái giờ kết thúc học của con, và từ đó thì mình có theo dõi sát sao được cái quá trình con học tập hơn. Cảm thấy rất là hài lòng với chương trình học của Hava Math. Thích không?